Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mình là phóng viên Duy Tính. Công việc hàng ngày của mình là làm các sự kiện thể thao trong tỉnh Thanh Hóa và trên cả nước Việt Nam. Chính vì thế mà mình đã quyết định thành lập kênh YouTube mang tên mình. Các bạn yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá Thanh Hóa, hãy đăng ký kênh YouTube của mình để xem những video tiếp theo của mình.